máy CNC. Hiện giờ máy này đang cắt chỉ, kim nó đi xuống. Này là điểm dừng chuồng kim nó bị sai. Để chỉnh, chúng ta nhấn giữ B, bấm về chương trình B75, người ta nhấn S và quay vô ly cho cò lên hết cỡ, quay vô ly cho cò lên hết cỡ khoảng tầm độ 90 mấy là được, 94 đi, cò lên hết cỡ, ta nhấn S để lưu và B. Ta thử lại. Cò này là đúng rồi, kim dừng nó đúng. Chúc các bạn thành công.